Chào anh. Rồi nay mặc áo đàng hoàng dữ hen. Dạ, đây là bộ giường mà nhà hảo tâm ở Bình Đức tặng lần trước. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại quận Thốt Nốt thuộc thành phố Cần Thơ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của nhà hảo tâm, đó là cô Trịnh An ở bên Mỹ, là một trong những nhà hảo tâm mà trong khoảng thời gian vừa qua cũng đồng hành cùng em, hỗ trợ rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Thì ngày hôm nay cô ấy có gửi về 100 đô và thì em đổi tương đương với 2.550.000. Thì từ tấm lòng của cô Trịnh An là mong muốn hỗ trợ đến ba cha con và là bị khuyết tật cũng như là bị tâm thần, mà trong khoảng thời gian lần trước ba cha con ấy rất là may mắn được nhà hảo tâm hỗ trợ về xe điện, về hai bộ giường và cũng như là những xe đạp điện và xe ba bánh điện và những cái phần tịnh tài, những cái phần tiền để làm vốn bán số. Thì ngày hôm nay em quay trở lại đây để em thay mặt cô Trịnh An hỗ trợ 100 đô tương đương 2.550.000 để gửi đến ba cha con về cái vấn đề mà lập ton và trong khoảng thời gian mùa mưa bão như thế này. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị cùng qua thăm ba cha con nhé. Đó, như cô chú anh chị thấy là em đang dùng cái đèn lá của điện thoại á, dạ, thành ra cái mặt em nó sáng như thế này đây. Đó, bây giờ thì tối thui này. Em cũng chia sẻ luôn với cô chú anh chị nha, em cũng chưa hiểu vì sao mà ba cha con lại không có mở đèn nữa. Không biết là có phải do tiết kiệm chi phí hay sao không, thì không rõ. Rồi, chào gia đình. Dạ. Trời ơi, gia đình ơi, có đèn không? Xong mà nó tối thui vậy nè. Cho em cái bóng đèn đi. Dạ. Trời ơi, mới gặp đây mà giờ quên rồi. Có đèn không? Cho em miếng đèn đi. Em thấy có cái bóng đèn nhỏ nhỏ nè. Trời ơi, đứt rồi hả? Vậy là coi như là hết thấy được luôn rồi đó hả? Hết thấy được. Dạ. Đây là em của chị Ánh. À, chị Ánh, chào anh. Rồi nay mặc áo đàng hoàng dữ hen. Dạ, đây là bộ giường mà nhà hảo tâm ở Bình Đức tặng lần trước. Mấy ngày ngủ mưa có bị dột không chị với anh? Cả này ít mưa rồi. Ít mưa rồi hen. Dạ. Dạ. Rồi con chào chú. Chiếc xe đạp điện chú đâu rồi? Xe đạp điện nó bây giờ nó lấy chiếc xe đó đổi chiếc xe kia kìa, chiếc xe nó đẩy đi đó. Xe đạp điện đâu mà? Xe mà em mới nó đòi đi xe lắc rồi. Đó, đòi đi xe lắc rồi. Cho em đổi lại xe đó rồi. Đổi xe đó rồi. Trời ơi, xe đạp điện người ta tặng mà đổi cái gì? Chiếc xe đạp điện người ta tới 10 triệu lận, còn chiếc này có 2-3 triệu mà đổi cái gì? Nhưng mà nhà hảo tâm á, là cho chú chiếc xe điện để chú đi bán. Như là chú hôm bữa chú nói. Rồi sao giờ chú đi bán của nhà hảo tâm rồi? Tôi đâu có con Mỹ này nè, đó không có nha. Đòi chiếc xe đó, chiếc xe này nó lên cây cầu không được. Nó bị nó kiếm thằng con nhỏ này hoài rồi, mấy con Ánh nó đưa tôi chiếc xe này tôi đẩy, tôi bán nè, còn chiếc xe đó thì nó đẩy đó. Vậy là coi như là bây giờ là chú đi chiếc xe ba bánh hả? Rồi chị là giờ tiếp tục với em là đi bằng chiếc xe đẩy nữa hả? Đẩy đó. Tại vì xe này nó không dám dèo lên. Nó không dám dèo lên nữa. Trời ơi, rồi sao mà đổi ý mà không nói với em, bây giờ tự nhiên bán chiếc xe của người ta rồi. Còn người ta bù chị bao nhiêu? Thì bù đủ lấy chiếc xe đó. Cái gì bù lấy chiếc xe, chị biết chiếc xe điện bao nhiêu không? Chiếc xe điện em mua tới 10 triệu lần đó. Dạ. Rồi chiếc xe này của chị có chừng 2-3 triệu hả? 6 triệu mấy đó anh ơi. Trời ơi trời, chiếc xe lắc này mà 6 triệu mấy vậy? 6 triệu rưỡi đó. Ai nói vậy? Tại vì em đi có dư mà. Rồi chị đổi với ai vậy? Chứ là Cần Thơ chứ. Rồi mà sao chị đâu đi đâu cũng dưới mà như mà chị biết đường đổi dưới vậy? Chị nói em nghe coi. Chị anh biết sao không? Chị nói là sao? Là cái chú kia ông
ông chạy xe rơm rồi, nó ngay thì em cũng không biết nữa. Rồi cái chú đâu ông mới chở em đi em mới đi vô đó em hỏi đó. Trời ơi trời, em nói với chị á, nhà hảo tâm tặng á, chị muốn gì thì chị hỏi với em chứ. Tại vì em có em nó lộ hoài à, nó không có chịu đi xe đó. Em nói chị nghe, lúc đầu á, nhà hảo tâm tặng cho chị chiếc xe ba bánh điện để cho chị đi đi bán, chứ không phải là tặng chiếc xe hai bánh đó. Chiếc xe hai bánh đó là tặng cho ba chị. Rồi bây giờ ba chị đòi đi chiếc xe ba bánh thì chiếc hai bánh chị phải nói với em lại chứ. Tại vì ba em không có, thôi giờ em mình nó đổ nó kiếm được quá à, thôi đi ấy đi chứ có gì chăng á. Rồi sao bác có nghĩa là bây giờ là cái em của chị là do là đi kiếm chị, thành ra bây giờ chị không có đi bán mà chiếc xe ba bánh hả? Ừ, không. Rồi cho em muốn cho ông chạy xe đó đi. Chạy xe này nó đi kiếm hoài rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Kỳ gắn bán dây số. Chị làm vậy chết luôn rồi, làm vậy gọi mốt sao người ta giúp cho chị nữa. Thiệt tình chứ. Không chở cho em đi, thay em nó lộn với trời lộn hà. Ba em không kiếm nó không gặp luôn á. Mấy bữa gặp đó đó. Biết là chị có cái khó khăn, nhưng mà lúc đầu á là người nhà ở Tâm tặng cho chị chiếc xe ba bánh để chị đi bán, chứ không phải là tặng cho ba chị chiếc xe ba bánh. Chị hiểu không? Biết, nhưng mà chị phải nói với em một tiếng, chị hỏi được không thì mình mới lấy chứ. Chứ nhà hảo tâm người ta tặng cho chị cái công cụ mà. Có người dân ở đây. Thiệt tình chứ. Anh hỏi cái nhà bên đó coi. Tin cái gì mà tin, cái vấn đề chính ở đây là chị biết chiếc xe kia 10 triệu, còn chiếc xe lắc này mà chị vậy rồi làm sao? Đó mới là vấn đề quan trọng chứ. Mà phải chi mà hôm bữa nhà hảo tâm á không gửi tặng cho chị, không nói, cũng có gửi tiền cho chị nữa mà. Thôi gì thì bây giờ vậy. Thôi thì coi như là em nghĩ là lần này em ghé chị chắc cũng là cái lần cuối rồi đó. Dạ. Tại vì nếu mà nhà hảo tâm nào sau này gửi cho chị nữa thì em không có giúp được đâu. Dạ. Tại chị làm không đúng với nguyện vọng nhà hảo tâm rồi. Dạ. Em nói chị á, khi mà nhà hảo tâm tặng á, chạy chưa được bao lâu hết mà chị đã bán rồi, chị không hỏi ý kiến của em. Để em bàn, em tính cho chị. Chị mà chị tự giải quyết vậy mà, giải quyết trời ơi, nghĩ sao chiếc xe hai bánh điện mà đổi chiếc xe lắc vậy mà đổi được. Thiệt chứ. Chị đổi một cái như người ta nghe là người ta mừng liền luôn á. Thôi. Nó lội hoài à, nó khóc nữa. Nhưng mà em nói gì vấn đề nằm chỗ đó đó. Vấn đề là cái của người ta nhà hảo tâm làm ở xa quê hương tặng cho chị. Dạ, biết rồi. Đó, mà, biết. Mà chị chưa có hỏi ý kiến em hồi trơn mà chị đem bán rồi. Em đổi nè. Thôi thì hôm nay đổi bán gì em đổi về còn lỗ hơn nữa. Dạ. Người ta nghe là người ta mừng muốn chết luôn rồi. Thôi thì hôm nay á, bữa nay em gặp chị thì chắc có lẽ là cuối cùng. Dạ. Sau này thì chắc có lẽ là nếu mà nhà hảo tâm nào gửi á, thì em không có hứa là gửi giúp chị nữa. Dạ. Tại vì chị đã làm sai với nguyện vọng nhà hảo tâm rồi. Dạ. Thì bữa nay á, là đây là tấm lòng của cô Trịnh An. Dạ. Ở tại Mỹ ha. Dạ. Thì cô ấy gửi cho chị là 100 đô. Dạ. Tương đương với 2.550.000. Dạ. Thì cô Trịnh An á, mong muốn á, là giúp cho chị cũng như ba chị là có vốn bán vé số. Dạ. Còn nếu mà còn mưa mà có dột á. Dạ. Thì chị kêu thợ để mua giày. Dạ. Miếng ton hay bắn keo gì đó. Dạ. Để cho đừng có bị ướt. Dạ. Thì đây là tấm lòng của cô dạ. Trịnh An gửi tặng dạ, cho rồi. Chị dạ, rồi bữa nay chị nhận được phần quà cô Trịnh An, chị cảm giác như thế nào? Cũng mừng anh ơi, giúp đỡ cho em đừng mà ấy cái này nè, đừng chớ đỡ dột. Chị có nhắn gửi gì với cô Trịnh An không? Dạ thôi giờ em cũng cảm ơn cô Trịnh An đã giúp đỡ cho em vậy đó. Dạ. Tặng mà cho em vượt qua cuộc sống. Rồi thì thôi dạ. Mọi cái quyết định là do dạ. chị. Thì em nói rồi đó. Dạ. Thì chị em nói là thôi giờ em cũng nói rồi, thôi em không nói dạ. nữa đâu.
Rồi thôi ba cho con giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Rồi nhớ gán giữ chiếc xe ba bánh này nha. Dạ vậy. Trời ơi, chứ đem mày đi bán gì đổi nữa đi. Không có đâu. Thiệt chứ. Tôi để luôn, tôi chạy tôi bán. Rồi thôi em đi ạ. À. Ừ, chào con nha. Dạ. Bye bye con. Bye. Rồi, một cái bất ngờ với em luôn, thiệt tình chứ. Thôi, thì thôi, mỗi gia đình có một cái sự tính toán và cho nó thích hợp. Thì em cũng làm tròn tâm nguyện của nhà hảo tâm. Bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi đến chợ Cần Thơ Bé. Cũng hình như là nó thuộc huyện quận Thốt Nốt thì phải. Dạ, để tiến hành trao tấm lòng của nhà hảo tâm đến với cho hai ngoại mà đang sống trong một cái ngôi nhà và phân nửa là đã bị sạt lở. Dạ rồi, em mời cô chú anh chị cùng đi đến đó chung với em nha. Khi tới gần tới đường vô nhà thì em sẽ quay video chia sẻ với cô chú anh chị. Đây là quốc lộ 91B. Dạ, hướng đi hướng này là về Cần Thơ, hướng ngược lại là về thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì em chạy lên khoảng chừng 5 cây số thì em đã tới cầu Cần Thơ Bé. Nghe chỗ chợ Cần Thơ Bé mà lần trước em có quay chia sẻ với cô chú anh chị đó. Thì lần này em sẽ thay mặt là chị Thu Hà ở tại Mỹ có gửi về cho em là 100 đô tương đương với 2.550.000 ở đây để hỗ trợ cho hai ngoại và mà một ngoại bán bún ở tại chợ Cần Thơ Bé mà bị bệnh xuất huyết bao tử, còn ngoại kia thì như cũng bị ung thư gì đó em quên rồi. Dạ thì bây giờ em đang đi vào trong nhà hai ngoại. Thì ngay chỗ cầu Cần Thơ Bé có một cái đường hẻm này cô chú anh chị. Dạ, ra là em sẽ đi vô trong cái hẻm này. Cái này thì em đi nó cũng tương đối khá là tối rồi, khoảng chừng 7 giờ rưỡi rồi. Ra trời nó cũng tối. Chà, đây tối dữ. Tân Phước 1. Này mở đèn lát lên để cho nó có một chút ánh sáng. Thì từ ngoài cầu Cần Thơ Bé vô đây thì cũng không xa cô chú anh chị. Đi vô khoảng chừng á chắc khoảng 100m là tới rồi. Đây, nhà cô hai ngoại là nhà này. Này chắc cô chú anh chị cũng hơi khó xem chút ha. Hai ngoại ơi, hai ngoại, mở cửa cho con vô cái. Dạ. Hai ngoại nhớ con không? Dạ. Trời ơi, con chào hai ngoại. Bữa nay con đi hơi tối một chút. Dạ. Rồi hai ngoại tắt tivi tí ha. Dạ, để nói chuyện với con chút nghe. Rồi con thấy ngoại mới hớt tóc rồi đó nghe. Ngoại tư phải không ạ? Ngoại tư với ngoại bảy. Dạ. Ngoại tư ngoại bảy đang coi phim ha. Dạ. Dạ, con chào hai ngoại. Dạ, không biết bây giờ sức khỏe của hai ngoại như thế nào rồi?
ngoại tư chứ gì ạ? Dạ tôi cũng đỡ rồi. Dạ. Đỡ nhưng mà đường có một cái là đi không được thôi. Dạ. Đi thì nó té vậy thôi rồi dạ. Miễn té là không gượng được. Dạ. Như vậy. Dạ. À, với ăn uống vậy nè. Nó thất thường, ngủ cũng không được. Dạ. Nhiều. Cứ có khi 2-3 đêm mới có ngủ được đêm, có khi dạ. Ngủ 2-3 đêm thức 2 đêm. Nó cứ dậy hoài dạ. Bệnh già. Có lúc ngủ được cũng lúc không. Đúng rồi, đúng dạ. Rồi. Ngoài hết tóc khi nào ngoài? À, mới hôm qua con cô này cắt giùm. Ủa vậy là coi như là ngoại 7 cắt cho ngoại 4 hả? Đúng đúng. Trời ơi sao hay vậy nè. Dạ, dạ. Tao lòng ngoài cho con coi cái. Dạ. Cắt cũng đẹp lắm chứ. Nhìn thì nó. Cắt đại đi vì dạ. Tại vì nó dài quá cái nó bực mình. Nhìn nó hơi đẹp trai chút dạ. Xíu thôi. Chứ mình đi cắt tóc thì nó 40,000 tiền đâu mà cắt. Dạ đúng thì rồi. Thì sao ở nhà cắt đại vậy? Dạ. Thì mát là được. Dạ. Dạ. Nó mát thì được. Dạ. Rồi con chào ngoại 7. Dạ. Dạ. Rồi hôm mấy ngày ngoại có đi bán bún lại chưa? Có bán bữa mấy ngày ngoại? Đâu bữa 4 ngày 5 ngày vậy dạ. Cái vừa nghỉ ngày cứ dạ. Bán lại nữa. Bây giờ sức khỏe của ngoại như thế nào rồi? Giờ nó đỡ rồi. Dạ. Nhưng mà cái bệnh thì nó chưa có hết. Dạ. Có nghĩa là ngoại vẫn còn bị vẫn còn ối ra máu hả? Dạ. Không có nó đi đường dưới chứ dạ. Nó phải đi đường trên còn nó ói ở trên là nó chỉ nhỡn ói hoài ăn không được thôi. Dạ. Đi hạ không à. Mà ngoại có đi mua bảo hiểm chưa? Có đi mua rồi. Dạ mua rồi luôn ha. À. Vậy là hai ngoại đã mua rồi. Mua rồi. Mà được cấp chưa? Chưa. Chưa chịu. Chừng nào hai ngoại? Nửa tháng hơn nửa tháng rồi đó mà nó chưa có. Dạ. Cô ơi chút xíu nữa con điện lại cô nghe. Dạ, tại con đang quay. Dạ dạ dạ. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ. Hồi nãy chú đi xe gì vô hả? Vậy con đi bộ. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, thiệt tình. Không biết cái công của chú đó bà lớn à. Dạ thôi, không sao. Thì là hai ngoại mua là hôm bữa là ngoại qua ngày sau là ngoại đi mua liền hay là? Qua ngày sau đi mua liền. Rồi người ta nói khi nào mới cấp ngoại? Người ta nói một tháng lần. À tới một tháng lần ha. Dạ. Nghĩ nói là cho nó đi nằm bệnh viện kìa, người ta kêu nằm mà tôi đâu có thể nuôi nó được. Dạ đúng rồi. Rồi thôi thành ra lấy thuốc về uống hôm nay đã đỡ một chút đi thôi. Dạ. Nhưng mà nó vẫn đi phân đen hoài vậy. Dạ, vậy là ngoài ngoài thì cũng đỡ. Dạ, ngoài 7 cũng đỡ. Dạ. Kể từ lúc mà được cô chú Phụng dạ. Hỗ trợ đó. Về chi phí để mua bảo hiểm cũng như là mua chích, thuốc. Nó đi chích thuốc. À chích chích thuốc nữa ha. Dạ. Dạ. Mỗi một ngày là một trăm mấy. Trăm mấy mỗi ngày đó. Ngoài chích mấy ngày là ngoài bắt đầu ngoài thấy khỏe lại. Chích 6 ngày. 6 ngày và dạ, con hết hết triệu bạc rồi. Dạ. Ngưng. Ngưng. Chích nữa. Dạ, cái đi lên bệnh viện tôi đi khám tươi dạ. Tư ở bệnh viện dạ. Cái lấy một số thuốc ở bệnh viện đem về uống nữa dạ. Là ngoài thấy đỡ hơn cũng đỡ hơn dạ. Dạ nhưng mà tới nay mà tôi đi bác sĩ chích tư ở ngoài này thì bác sĩ kỳ hạn tôi tới một tháng là dạ. Một tháng mới có hết được dạ. Thì là bây giờ mình chỉ đợi một tháng là mình có bảo hiểm. Dạ. Vậy coi như bây giờ ngoại đỡ thành ra ngoại đi bán bún lại dạ. Kể từ lúc mà ngoại ra bán bún lại thì người ta có hỏi thăm về có hỏi thăm điều hỏi sao ngoại hỏi sao ngoại hỏi thăm cậu có tới lui thăm tôi có mà cho được tôi cái gì không mà một hỏi cậu có qua tới lui hẹn lần sau không dạ đồ ngoại giúp lại tao hỏi gì lắm dạ cũng có hỏi ngoại tư nữa không ngoại hả thì dạ. Tư có đi tới đâu tư ra vô trong nhà chứ không học ở đạm ngoài đường nó cũng không dạ. Đi được nữa. Có nghĩa là người ta vô người ta cho quà ngoại dạ. Rồi sẵn người ta hỏi thăm đó ha dạ dạ con nghĩ chắc người ta cũng mừng lắm đúng không ạ đúng rồi người ta mừng giùm dữ lắm luôn lúc dạ. Mới qua vợ nó xanh quá người ta cũng sợ nó nữa dạ tội nghiệp dạ ai cũng thương tịnh bữa nay con nhìn thấy ngoại 7 với ngoại 4 là gương mặt tươi tỉnh lắm luôn á khác với hôm bữa nhiều lắm dạ, luôn á dạ. Hôm bữa gần như là con thấy hai ngoại nó hơi yếu á thành ra nhìn nó hơi bơ phờ dạ đúng rồi với lại nó có vẻ như nó hơi bị thiếu máu á dạ, nó hơi tái rồi. Tái một tí dạ. Nó ăn tương mà đang thiếu máu nó ăn tương dạ nó đang thiếu máu dữ lắm mà nó mắc bệnh gì nữa nó dạ. Xanh như tàu lá chuối đâu đứng đi đâu nổi dạ. Thì hôm nay thôi con cũng tranh thủ con chia sẻ với hai ngoại dạ. Để con còn nghỉ ngơi nữa dạ. Dạ tại hôm nay thì con đi cũng hơi xa con cũng từ gần dưới Cà Mau mà con lên tới đây lận vậy giờ bây giờ chú chở gì dưới hả dạ không con sẽ ở chắc có lẽ là con ở cũng gần Long Xuyên vậy để mai con làm tiếp dạ, dạ. Thì dạ. Bữa nay con chia sẻ với hai ngoại ha dạ. Là bữa nay là sau khi cái video hôm bữa đưa lên dạ. Thì không phải là ai cũng có những cái phước duyên dạ. Như là hai ngoại tại vì con quay thì rất nhiều nhưng mà không phải ai cũng nhận được sự yêu thương dạ. Giống như hai ngoại dạ.
Dạ, thì sau khi mà cô chú ở xa quê hương thấy rằng là hai ngoại mà lớn tuổi mà thiếu thốn đi tình yêu thương của con cháu và cũng như là lo lắng chăm sóc độ tuổi xế chiều của mình, thành ra cũng có một cô, đó là cô Thu Hà ở bên Mỹ. Dạ, thì cô ấy cũng vẫn trẻ hơn hai ngoại. Dạ, nhưng mà cô ấy thì cũng vẫn còn đang làm việc. Thành ra cô ấy cũng có trích ra một cái phần quà nho nhỏ để gửi tặng cho hai ngoại là 100 đô. Hai ngoại biết 100 đô được bao nhiêu không? Dạ. Đâu có xài tới cái đó đâu mà biết. Dạ, mà ngoại nghe 100 đô theo ngoại là nhiều hay ít? Ngoại nhiều theo nghe ngoại mấy? Nghe nói nhiều đó. Nghe ngoại tư nhiều. Dạ, ngoại ngoại tư nhiều không? Dạ, nhiều biết hết nhiều ngoại. Chứ còn không biết là bao nhiêu. Nó dạ. Ngay hồi nào tới giờ không có người giúp như vậy. Dạ. Nên thành ra cái đồng tiền đó có biết xài đâu mà biết nó được là bao nhiêu. Dạ đúng. Thì hôm nay thì cô Thu Hà gửi tặng cho hai ngoại. Dạ. Thì mỗi ngoại là 50 đô. Thì con cộng lại là 2.550.000. Dạ. Thì đó là tương đương với 100 đô. Dạ. Con đưa cho ngoại tư đi nha. Dạ. Tại vì ngoại tư lớn tuổi rồi, có gì ngoại tư với ngoại bảy chia ra nha. Dạ. Cảm ơn nhiều dữ lắm. Cảm ơn cô dì Quỳnh. Dạ, cô Thu Hà. Cô Thu Hà. Dạ. Thành thật cảm ơn cô nhiều. Dạ. Vì được cô giúp đỡ được cái phần quà để mà đi chích thuốc, chích men nó cũng còn... rất là cảm ơn. Dạ. Còn sống được bao nhiêu thì nên bao nhiêu. Dạ. Hay ngoại thì bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào ngoại tư? Cảm giác mừng dữ lắm. Mừng hồi nào tới giờ đâu có được cái cảm giác mà có người cho như vậy đâu. Dạ. Rất là mừng dữ lắm. Mừng. Dạ. Nghe thấy tiền Mỹ thấy cũng mới mới đúng không? Phải phải. Dạ. Nhưng mà tại vì con biết là hai ngoại đi đứng khó khăn. Dạ. Ra thôi con đổi luôn tiền Việt. Dạ. Dạ. Thì bữa nay ngoại bảy nhận được phần quà của cô Thu Hà, ngoại cảm giác như thế nào? À, cảm ơn cô Thu Hà dữ lắm vì thời gian cô đã giúp đỡ cho tôi trong thời gian mà tôi đang đau yếu bệnh tật như vậy, thì tôi mang ơn cô rất nhiều. Và gửi lời cảm ơn vợ chồng cô Phụng luôn. Để cho tôi một số tiền này để tôi trị bệnh, sau này tôi mạnh giỏi tôi làm ăn còn nuôi sống bà chị nữa. Dạ, cảm ơn ngoại bảy. Ủa mà hôm bữa con xin số điện thoại địa chỉ nhà, có ai điện hỏi thăm hai ngoại không? Dạ không. Ủa chị biết rồi, giờ con quay không ai hỏi nữa. Tại vì hai ngoại biết là hoàn cảnh thì con quay cũng nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà để mà nhà hảo tâm mà có cảm xúc á thì nó cũng phụ thuộc vô cái cảm giác của nhà hảo tâm xem. Dạ. Dạ, thành ra là cũng không phải là ai cũng con cũng quay trở lại lần thứ hai. Dạ. Có những hoàn cảnh nhiều khi con đi quay lại cả chục lần luôn á. Dạ, có nghĩa là nhà hảo tâm này gửi xong tới nhà hảo tâm khác, thì cái đó là tùy phần phước duyên. Dạ. Thì con cũng hy vọng là trong khoảng thời gian tiếp theo thì sẽ có nhà hảo tâm yêu thương hoàn cảnh của hai ngoại. Dạ. Thấy hai ngoại khỏe tư tỉnh như thế này thì con nghĩ nhà hảo tâm vui lắm mà đó. Dạ, dạ. Dạ, nhất là cô chú Phụng đó. Dạ. Là hỗ trợ cho hai ngoại đầu hỗ tiên. Trợ đúng đúng thời điểm luôn. Đúng thời điểm. Dạ, không biết bấu víu vô ai phải không ạ? Đúng rồi, dạ. Không biết bấu víu vô ai. Nhờ dạ. Phụng cho tôi cái là tôi mới đi chích thuốc được, tới nay mới khỏe như vậy nè. Dạ. Cảm ơn cô Phụng, vợ chồng cô Phụng nhiều dữ lắm. Dạ. Luôn đó. Bây giờ thì ngoại bảy một lần nữa đọc cái địa chỉ nhà của mình cũng như số điện thoại của mình nha, để xem mình gieo duyên với nhà hảo tâm nào mà có cảm xúc như mình thì hỗ trợ cho mình tiếp. Dạ. Dạ. Ngoại đọc địa chỉ trước đi ngoại. Đọc địa chỉ hả? À, địa chỉ nhà. À... ngoại họ tên nha. Tên Nguyễn Thị Đào. Dạ rồi. Địa chỉ nhà. Địa chỉ nhà là 779 phường Thuận Hưng, ở phường Tân Phước, phường Tân Phước 1, thì quận khu vực quận Thốt Nốt. Quận Thốt Nốt, dạ. Dạ, thành phố Cần Thơ. Dạ, tôi quên cũng rất là nhiều. Dạ. Nói chấm quốc sạch cho lấy số điện thoại. Dạ, dạ, ngoài bảy lấy số điện thoại cho ngoài bảy. Tại vì nhiều khi nhà hảo tâm người ta yêu thương, chỉ là một cái vài câu hỏi động viên thôi là mình cũng cảm thấy mình ấm lòng. Dạ. Với phần cái điện thoại của tôi là ba đứa nhỏ học trò nó cho cái thằng nồi đó. Rồi thành ra tôi cũng không biết xài điện thoại mà nó cũng không biết xài điện thoại. Khi người ta gọi á thì mình nghe được. Dạ, chứ không biết bấm lại. Không, không biết hoàn toàn không biết. Dạ đúng rồi, tại vì mình cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Và số điện thoại đó là không có biết bấm. Rồi cái số điện thoại đó ở như ở nước ngoài đi mà gọi nó chắc không có được rồi. Dạ, dạ được, dạ được. Dạ. 0934 048954. Dạ rồi, để gặp ngoại bảy hoặc ngoại tư. Dạ rồi, thì hôm nay con ghé thăm hai ngoại như vậy thôi. Thì con cũng rất mừng khi có nhà hảo tâm là chị Thu Hà, là cô Thu Hà mà yêu thương hai ngoại như thế này.
Dạ, thì con cũng quay con kết thúc video một cái. Dạ, một lần nữa thì chân thành cảm ơn tấm lòng của cô Thu Hà rất là nhiều, đã yêu thương hai ngoại hỗ trợ 100 đô đến với cho hai ngoại. Cô chú anh chị thấy là trong cái độ tuổi mà xế chiều mà không có gia đình, con cái bên cạnh thì cô chú anh chị hỗ trợ bao nhiêu, hai ngoại đều mừng bấy nhiêu. Dạ, chúc hai ngoại sẽ phục hồi hơn nữa về sức khỏe của mình và nhận được sự yêu thương của cô chú anh chị trong khoảng thời gian tiếp theo nha. Dạ, con xin phép chào tạm biệt hai ngoại. Cảm ơn cô Thu Hà nha. Dạ. Cô hai vợ chồng cô gì đó. Dạ. Dạ cô chú Phụng. Dạ. Cảm ơn. Dạ, con cảm ơn hai ngoại nhiều lắm. Dạ, cũng không quên cảm ơn hai nhà hảo tâm là cô Thu Hà hỗ trợ cho hai ngoại và cô Trịnh An hỗ trợ cho ba cha con. Dạ, hy vọng cô chú anh chị sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của mình, để sẽ có những sự hỗ trợ đến với cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị, chào tạm biệt hai ngoại. Dạ. 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 Hẹn gặp cô chú anh chị vào video gần nhất. Hẹn gặp hai ngoại trong khoảng thời gian gần nhất nha. Dạ. Dạ. Con xin phép về nha. Dạ. Dạ.